Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ Tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma, với những tập truyện ma dài và thú vị. Tập truyện ngày hôm nay sẽ kể về cuộc đời của cụ Chín, một người phụ nữ sống đơn độc gần nửa đời người. Tới khi có được đứa con nuôi kề cận thì đến cuối đời cũng vẫn không thể mỉm cười. Đứa con nuôi của bà cũng bị người ta đem vào trại tâm thần. Những nhân vật nào đã xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con khiến mọi thứ thay đổi? Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị đón theo dõi ngay sau đây. Cụ Chín tên tự là Lành, người dân sống xung quanh không còn lạ gì với cái tiếng ho của cụ cứ vang lên từng đợt trong căn nhà lá nằm sát mé sông. Rồi cái dáng đi lỏm khòm ngoài 80 của cụ bê chén cơm nguội, rồi cứ liên tục kêu vàng ơi vàng ơi, là biết tới giờ cụ cho con vàng của cụ ăn. Vàng là con chó của cụ, nó có bộ lông màu vàng trông hơi gầy gò. Nó hiền lắm, cụ gọi nó là nó vẫy đuôi xoắn tít cả lên chạy lại. Trước kia chồng cụ là một ông giáo, nhưng vừa kết hôn chẳng bao lâu thì chồng cụ chết mất xác trong một lần đi dạy về ngang qua chỗ người ta nhặt trái nổ. Từ đó cụ Chín cứ ở vậy mà thờ chồng. Nhiều chàng trai trong vùng cũng có ý với cụ, bởi lúc ấy cụ còn là một cô gái nhan sắc mặn mà. Ấy thế mà cụ từ chối hết. Có đợt đó khi tuổi của cụ đã quá tứ tuần, người ta thấy cụ mang về nhà một đứa trẻ chỉ mới biết bò. Cụ xin nó từ một ngôi chùa và đặt tên nó là Tâm. Thấm thoát đã mấy mươi năm, thằng Tâm giờ đã là một gã đàn ông cao lớn ngoài 30 tuổi. Nhưng gã chẳng có nghề ngỗng gì, suốt ngày cứ tụ tập bạn bè, cờ bạc, rượu chè. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu đều bị gã mang đi sạch. Bà Chín cũng chịu, chưa gã bất trị rồi. Nói hoài nói mãi nhưng không thay đổi được gì. Ngày nào cứ xế chiều, người dân xung quanh đi ruộng về thì cũng thấy cụ Chín đứng ở ngoài ngõ tặc lưỡi lắc đầu. Cụ cứ lẩm bẩm trong miệng, chắc giờ cái thằng đó nó lại ở cái sòng bài nào đấy cũng nên. Cụ lại lùm cùm quay trở vô nhà, rồi lại sợ nó đi chơi về không có cái ăn. Vậy là cũng phải xuống bếp hầm lại cái nồi cá rô kho tổ mà hàng xóm cho hôm qua, để tí nó về có cái ăn. Tuy thằng Tâm chỉ là con nuôi, nhưng cụ thương nó như con đẻ. Có cái gì ngon thì cụ đều nhường cho nó. Cụ cũng khuyên can nó đủ điều. Nhưng mà cái tính nết thằng này nó ngang ngạnh lắm, nói nó đâu có nghe. Im thì thôi chứ nói tới là nó lại bần bật, vậy gạt ngang. Tôi biết rồi, tôi tự lo được, mẹ nói nhiều làm gì cho mệt. Rồi có sáng kia mới sáng ra không thấy thằng Tâm đâu, cũng không thấy mớ tiền mà cụ giấu trong gối đâu. Cụ Chín biết chắc thằng này nó lấy rồi chứ không ai. Trong đó thì chỉ có vài ba đồng bạc mà cất để đi chợ, có nhiều nhạn gì đâu mà nó lấy đi biệt từ sáng tới tối mịt mà vẫn chưa thấy về. Cụ Chín cứ nhấp nhổm trông ra ngoài ngõ, còn con vàng thấy cụ cứ đi đi lại lại là nó cũng đi theo. Cụ ngồi thì nó cũng nằm cạnh chân của cụ, chốc chốc cũng ngóc đầu lên nhìn. Tới hơn 8 giờ tối thì cụ mới nghe tiếng bước chân nhanh nhảu của thằng Tâm từ ngoài ngõ bước vào. Nó vào cửa, không có đóng cửa lại ngay mà khép hờ, rồi ngó đầu ra ngoài cẩn thận nhìn quanh, rồi mới cài cửa lại. Cẩn thận một cách lạ kỳ như thế, kiểm tra xem có ai theo dõi mình, có ai theo mình về tới nhà hay không vậy. Cụ Chín thấy nó mới về tới thì cũng hỏi han, hỏi nó là ăn uống gì chưa để hâm đồ ăn cho nó ăn. Vậy mà nó dùng cái thái độ rất là khó chịu, gắt gỏng đáp lại cụ: cơm nước gì tầm này. Mới nói dứt câu, tự nhiên gã khựng lại, kiểu như muốn hỏi thêm gì đó, liền đưa ra cái nét mặt giả nai: mà mẹ này, mẹ còn tiền không? Cho tôi mấy trăm ngàn coi. Cụ Chín mới lộn ngược hai cái túi áo ra cho nó thấy là túi của cụ trống trơn. Cụ nói là cụ làm gì còn tiền. Hồi qua có ít đồng hôm trước lên xã nhận tiền từ thiện hộ nghèo, mà hồi sáng gã lấy hết mang đi rồi còn đâu nữa. Vậy là gã đổi giọng trở mặt ngay, nạt nộ cái kiểu nửa ra lệnh, lửa hù dọa. Mẹ nó mượn ai tiền, đưa cho tôi đi, chứ không có tụi nó chém tôi chết. Lúc đó mẹ hối hận ráng chịu. Cụ Chiến nghe xong gã nói mà hốt hoảng, kêu lên, nói mà như sắp khóc tới nơi vậy đó. Trời ơi, mày lại mượn nợ người ta nữa hả con? Mẹ đã bảo... trời ơi, mẹ nói nhiều quá, tôi đang mệt lắm đây này. À, mà tôi nhớ hồi đó ông già có để lại cho mẹ chiếc nhẫn. Mẹ giấu đâu rồi? Đem cho tôi mượn tạm coi. Cụ Chín mới ngồi bần thần không biết phải dùng lời lẽ nào để nói với cái đứa con bất trị này. Ngay cả nhẫn cưới của mẹ mà nó cũng hỏi tới. Cụ Chín vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng thều thào mà nói với thằng Tâm. Cụ bảo chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của ba mẹ, mấy mươi năm vẫn giữ nó trong người. Còn nó bên cạnh thì cụ cảm giác như chồng mình vẫn luôn ở cạnh mình vậy. Cụ Chín nói mà rơm rớm nước mắt, trách thằng Tâm là tại sao lại có thể hỏi tới. Thằng Tâm nghe cụ Chín nói mà chẳng thèm để tâm. Nghe được vế đầu là mắt nó sáng lên. Nó chắc nịch suy luận từ lời nói của cụ, vậy là chiếc nhẫn kia vẫn còn trong nhà. Nó bắt đầu hạ giọng nhìn về hướng cụ, hỏi cụ cất nhẫn ở đâu, cho nó mượn tạm. Nhưng mà cụ Chín tuyệt nhiên im lặng, quay mặt qua hướng khác không trả lời. Nó thấy cụ không thèm nhìn tới mình, thế là nó đứng phắt dậy ngay, đi tới chỗ cái giường tre của cụ Chín, lục hết mọi thứ lên. Nó rũ từ cái mền rồi cái gối, nó dở cả cái nệm lên, mặc cho cụ Chín kêu trời, vừa can ngăn con vừa khóc. Thằng Tâm mới mặc kệ không thèm đoái hoài, nó lục tung hết mọi thứ lên, không tìm được chiếc nhẫn. Thế là nó nổi đoá lên, đá một cái thật mạnh vào cạnh giường, rồi buông lời chửi tục. Còn mẹ nó, có chiếc nhẫn mà giấu đâu không biết. Chợt nó khựng lại, nhận ra hình như mình đã bỏ sót điều gì đó. Nó quay người lại, nhìn về hướng cụ Chín. Nó tiến lại lục lọi trong túi áo cụ, mặc cho cụ ra sức giằng co. Một lúc sau nó moi từ trong túi cụ ra một cái túi rút nhỏ màu đỏ. Bên trong đúng là chiếc nhẫn. Cụ Chín thấy thế thì đưa tay chụp lấy cái túi. Hai mẹ con cứ giằng co qua lại một lúc, nhưng mà sức của cụ Chín đã già, lại thêm bệnh tật thì làm sao có thể giành lại một cái thằng thanh niên vạm vỡ cao to. Thằng Tâm lúc đầu còn không có dám mạnh tay với cụ, nó nạt nộ nói cụ buông tay ra. Nhưng mà tới lát sau, khi thấy cụ vẫn cố chấp bám víu lấy mình, nó cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Một phát một hất mạnh tay, làm cho cụ Chín ngã bật ngửa về phía đầu giường. Thằng Tâm thấy cụ té thì có hơi phần hốt hoảng. Nó thấy mình cũng hơi quá tay nên mới ngồi xuống lay lay tay cụ Chín. Cho tôi xin lỗi, tôi nói rồi tôi mượn tạm. Mấy bữa thắng lớn tôi trả lại, mẹ dành làm gì cho thiệt thân. Nhưng mà đáp lại lời thằng Tâm là một khuôn mặt vô cảm, không cử động của cụ Chín. Mắt cụ mở to trừng trừng nhìn nó, cặp mắt như chất chứa rất nhiều điều. Thằng Tâm nó vẫn cố nói thêm mấy câu nữa, nhưng sắc mặt của cụ không thay đổi. Cả người nó lúc này bắt đầu run rẩy sợ hãi. Có một dòng suy nghĩ vụt qua, không lý, bà ta chết rồi. Nó không tin vào mắt của mình, nó đưa tay đỡ đầu cụ Chín. Chỉ nghe một tiếng sực, máu phun ra từ đầu cụ ướt cả tay nó. Thì ra lúc té vào giường, đầu cụ đã bị cắm vào chiếc đinh nhọn trên đó. Tay của nó lúc này toàn là máu của cụ. Vẫn chưa tin vào mắt mình, nó mới đưa cái ngón tay run run đầy sợ hãi kia lên mũi của cụ, thì không còn thấy thở nữa. Nó ôm cụ vào lòng, vừa hoang mang vừa lo sợ. Miệng nó cứ lẩm bẩm: Xin lỗi mẹ, tôi không cố ý, tôi xin lỗi mẹ. Con vàng ngồi dưới gầm giường nhìn thấy hết tất cả từ đầu đến cuối, nhưng nó không xông ra. Nó nằm im dưới đó, hướng mắt nhìn về hướng thằng Tâm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Còn thằng Tâm cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm tới con chó. Nó cứ thế ôm xác cụ Chín ngồi thử ra mãi cho đến nửa đêm. Đợi cho đến lúc nó lấy lại được bình tĩnh, nó mới bế xác cụ Chín lên, đặt cụ nằm ngay ngắn trên giường, rồi từ từ đi ra sau bếp. Thằng Tâm nó mới mang từ dưới nhà lên một cái cưa và một tấm bạt. Nó mới trải cái bạt ra sàn, bế cụ Chín đặt lên trên. Mọi người chắc cũng ít nhiều đoán được hành vi sắp tới của thằng Tâm rồi. Thằng con trai hôm qua còn ngồi ngẩn người ra ôm mẹ, không tin rằng mẹ nuôi mình đã chết trong tay mình, thì hôm nay nó lại cư xử lạnh lùng như người lạ. Chắc hẳn mọi người nghe tới đây cũng ít nhiều đoán được hành động tiếp theo của thằng Tâm rồi nhỉ. Nó cắm điện, bật máy cưa lên, lưỡi cưa luồn vào từng thớ thịt của bà Chín. Nó cứ như vậy cưa nhỏ từng bộ phận trên cơ thể gầy gò của cụ. Đọc đến đây, Thuận thực sự không thể hiểu nổi lúc đó với thằng Tâm này nó đã suy nghĩ gì mà lại có hành động mất nhân tính đến như vậy. Cụ Chín thì già yếu, đã đem nó về nuôi, coi nó như con cụ đẻ ra, cái gì tốt đẹp cũng dành cho nó cả. Vậy mà đến cuối cùng lại chết dưới chính tay của nó. Vốn dĩ nó có thể chọn một cách khác để cụ Chín có thể ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tại sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Quay trở lại với câu chuyện, sau khi phân xác cụ Chín ra từng khúc nhỏ, chẳng biết là thằng Tâm nó móc đâu ra được hai cái túi ni lông đen, bỏ xác cụ Chín vào đó rồi cột chặt lại. Cái việc quan trọng bây giờ là nó phải nghĩ ra chỗ nào giấu xác cụ Chín để mà chẳng ai phát hiện ra. Bất chợt nó chưa suy nghĩ ra, nó ngồi bệt xuống sàn, hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu của cụ Chín. Nó đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi trên trán, châm điếu thuốc mà hút lấy hút để như muốn lấy lại bình tĩnh. Chợt tự dưng thằng Tâm nó nhìn về phía con vàng. Thằng Tâm để ý từ sớm tới giờ con vàng vẫn ở dưới gầm giường, nó thủ thế cứ gầm gừ. Trong phút chốc tâm trí của thằng Tâm lóe lên, con vàng nó rất là quấn cụ Chín, nếu như để cho con vàng sống thì nó sẽ là mối họa cho thằng Tâm. Không suy nghĩ nhiều nữa, thằng Tâm lạnh lùng một nhát dao. Tội nghiệp con vàng, nó kêu lên ăng ẳng hai tiếng, máu tứa ra văng đầy vào giường. Chẳng mấy chốc máu đã ướt đẫm cả bộ lông. Nó giật giật lên mấy cái rồi ngã ra, nằm im bất động. Mắt nó mở trừng trừng nhìn về phía thằng Tâm. Thật sự khi đọc đến đây thì Thuận có chút không kiềm được cảm xúc. Hồi này hết lúc này, Thuận cũng là một người nuôi chó. Thuận biết giữa Thuận và con chó của mình nó có sợi dây kết nối vô hình với nhau. Thuận không chỉ đơn giản coi bé cún nhà mình là một con vật nuôi. Từ lâu Thuận đã coi bé như là thành viên trong gia đình mình vậy. Còn cái thằng Tâm này, lý ra ban đầu nó không có ý định sẽ giết con vàng đâu. Nhưng nó nghĩ tới việc nếu có chôn xác bà ở đâu đó rồi con vàng nó đánh hơi được, nó đi tìm xác thì tội ác của nó sẽ bị bại lộ mất. Tới nước này rồi, nó nghĩ không có lý lại để một con chó làm bại lộ hết những việc làm của nó. Thế nên giết thêm một con chó thì cũng chẳng hề hấn gì. Nó lại còn yên tâm là sẽ không ai có thể tìm được xác của cụ Chín, vì trên cái cõi đời này cụ Chín chỉ có nó và con vàng là người thân thuộc. Ngoài sân lúc này không biết từ đâu có con chim lợn bay đến kêu lên en ét, làm thằng Tâm giật cả mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đúng lúc này nó cũng sực nhớ ra cái gì đó, nó bèn khệ nệ kéo một trong hai cái túi ra phía sau nhà. Đây sẽ là chỗ nó chôn bà Chín, chính là mảnh đất sau nhà nó. Tuy là mảnh đất không rộng lắm, nhưng mà cỏ mọc tùm lại giáp sông, nên chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý đến. Thằng Tâm mới lấy một cái cuốc ra sức đào một cái lỗ lớn, rồi bỏ một cái túi xuống lấp đất lại. Xong xuôi đâu đó, nó mới dựng cái cuốc ngoài sàn nước, rồi đi tìm một cái bao lúi húi ra sân, lấy 6-7 viên gạch to đùng bỏ vào đó. Đoạn nó mới lấy theo sợi dây, rồi khệ nệ vác cái túi còn lại ra chỗ chiếc xuồng, trèo lấy trèo để ra giữa sông. Quan sát kỹ bốn bề, rồi nó lụi hụi cột dây vào hai cái bao thật chắc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nó mới ôm bao vứt xuống sông. Cái bao theo sức nặng nhanh chóng chìm nghỉm. Lúc này có vẻ như trời cũng đã gần sáng. Tiếng gà gáy đầu tiên đã cất lên. Nó sợ bị phát giác nên là cũng nhanh chóng trèo xuồng trở lại nhà ngay lập tức. Về tới nhà là nó lấy khăn lau hết vết máu ở sàn rồi ở trên giường, rồi cả máu ở dưới gầm giường của con vàng nữa. Dọn dẹp lại mớ bừa bộn, rồi đem hết những thứ dính máu còn sót lại cùng cái cưa ban nãy ra sau vườn, đem chôn gần cái túi đen lúc nãy. Còn riêng con vàng nó không thèm chôn gì cả. Nó chở xác con vàng ra ngoài ngõ, quẳng ra giữa đường, như thể đã có một gã bợm rượu nào đó nổi cơn thèm đã ra tay với con chó tội nghiệp, hay là một thằng nhóc ranh nào phóng nhanh nên đã cán qua người nó vậy. Khi tất cả đã đâu vào đó, cũng là lúc trời hửng sáng. Thằng Tâm nó mới thở phào nhẹ nhõm, rồi trèo lên giường cụ Chín ngủ một giấc sau đêm kinh hoàng. Nó ngủ trên chính chiếc giường mà nó đã ra tay giết mẹ mình. Phải mất một lúc sau nó mới có thể vào được giấc. Đang ngủ ngon lành thì thằng Tâm nó giật điếng người, đột chân lại. Có cái gì đó nó cào vào chân của nó đau điếng. Theo phản xạ nó mới mở mắt nhìn về phía dưới chân. Thì hỡi ôi, nó thấy mẹ mình là bà Chín đang ngồi thu lu trên giường nhìn nó. Cơ thể của bà toàn máu, trên người chỗ thì dính bùn đất, chỗ thì ướt sũng. Nhìn da thịt nhăn nheo nham nhở thấy gớm lắm. Thằng Tâm mới giật thót chân lại, co ro ở phía đầu giường bên này, nó lắp bắp: Má thả cho tôi không có cố ý, tôi xin má. Cụ Chín ngồi im bất động, không nói lời nào cả. Cụ đưa cặp mắt u buồn nhìn nó. Bất giác cụ chồm tới chỗ nó đang ngồi, đôi môi run run bật lên từng chữ: Con trả chiếc nhẫn cho má. Sao con giết má? Sao con lại giết má? Thằng Tâm mặt cắt không còn giọt máu. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa bao giờ thấy ma. Nó khó nhọc bật ra từng tiếng: Má đi đi, má đừng dọa tôi nữa, tôi lại má. Mặc kệ thằng Tâm van xin, cụ Chín cứ từ từ chồm về phía nó. Máu và nước chảy ra từ cơ thể cụ, ướt loang cả cái màn chiếu rách. Cụ mới đưa bàn tay gầy còm nắm chặt lấy chân của nó. Từng cái móng tay của cụ bấu chặt vào da thịt khiến nó chảy cả máu. Móng tay của cụ ghim sâu vào da thịt nó tới đâu là nó nghiến răng ken két, la làng tới đó. Nó dùng hết sức bình sinh, vừa vùng vẫy vừa kêu la: Má buông tôi ra, buông ra. Vừa vùng được khỏi tay cụ Chín cũng là lúc nó giật mình thức dậy, thoát ra khỏi giấc mơ sợ hãi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nó thở như thể vận động viên vừa chạy bộ xong. Thở hắt ra một hơi, nó lẩm bẩm khó chịu: Mẹ nó, thì ra chỉ là nằm mơ, làm sợ khiếp. Nó nhìn sang đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Nó chống tay lấy tư thế để ngồi dậy thì bất chợt tay nó chạm phải một vũng nước pha lẫn màu đỏ còn vương trên chiếu. Vừa nhìn thấy, nó hét lên một tiếng rồi ngồi bật ra khỏi giường. Rõ ràng chỉ là mơ, nhưng mà sao chỗ cụ Chín ngồi lúc nãy lại có một vũng máu lẫn nước thế kia. Ngay khi đứng dậy, tự nhiên thằng Tâm cảm nhận được chân mình có chút nhói nhói. Nó ngồi lại xuống giường, vén cao cái ống quần jean lên thì đập vào mắt nó là dấu bầm tím của 5 ngón tay in hằn, còn có cả dấu móng tay in hằn trên da nữa. Nó nghĩ vậy là cụ Chín về tìm nó thật sao? Nhưng mà rõ ràng lúc tỉnh dậy có thấy ai đâu. Nhưng tại sao mấy cái vết trên người nó lại giống y hệt như trong giấc mơ của cụ Chín đã ra tay với nó? Thằng Tâm sợ điếng hồn, ngồi phịch luôn xuống đất. Nhưng chỉ một lúc sau, bản tính gan lì của nó lại trỗi dậy. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gom mấy bộ quần áo, bỏ vào cái ba lô, định bụng sẽ trốn đi lên thành phố một thời gian. Đợi cho mọi chuyện êm xuôi, nó sẽ quay về bán nốt cái nhà. Đang lúi húi khóa cửa thì một bàn tay vỗ vào vai, khiến thằng Tâm giật bắn người, đánh rơi cả chìa khóa xuống đất. Nè, làm gì mà bây giật mình giữ thần vậy? Má bây đâu? Tao qua chợ ít con cá lóc để bà nấu cháo. Mấy này tao thấy bà họ dữ lắm mà nghe. Thì ra người vừa vỗ vai nó là ông Tư Hậu, cách nhà nó hơn mấy chục bước chân. Nó quên mất chi tiết này. Ông Tư Hậu vốn là bạn từ nhỏ của ông Chín. Ở cái xóm này ai cũng biết hai ông là bạn chí cốt với nhau. Từ khi ông Chín mất thì ông bà Tư cũng qua lại, lúc cho bó rau, lúc cho mớ cá, lúc lại gửi ít tiền thuốc thang cho cụ Chín. Hôm nay bà Tư mới đi chợ về ngang, không thấy cụ Chín quét sân thì lấy làm lạ lắm. Tưởng là bà bệnh nên mới kêu ông Tư xách liền mấy con cá qua. Thế ông Tư nhìn ngó ngó vô nhà thì thằng Tâm vội nói: Ông tìm má hả? Bà không có ở nhà. Tối qua nửa đêm bà ho quá, tôi sợ làm phiền hàng xóm nên một mình cõng bà ra trạm xá. Sáng nay người ta chuyển bà lên tuyến trên rồi. Tôi về lấy đồ rồi lên đó nè. Ông Tư nghe thế thì hốt hoảng nói: Trời đất ơi, vậy là bà bệnh nặng lắm. Rồi lấy tiền đâu bay đóng tiền viện phí cho bà? Đợi tao chút, tao phải thay đồ đi với bay lên đó thăm bà. Thằng Tâm nghe thế thì giật mình. Nó không ngờ ông Tư lại đòi đi theo nó. Nó khua tay trả lời: Thôi, ông ở nhà đi. Bệnh viện người ta cho có một người vào à. Tôi lên coi tình hình rồi gọi ông lên sau. Giờ ông có ít tiền tôi mượn lên đóng viện phí cho má. Ông Tư nghe thằng Tâm nói thì cũng có lý. Hơn nữa sáng nay ông có hẹn tát ao cho người ta. Thôi thì để mấy hôm nữa lên cũng được. Ông mới quay sang bảo nó: Vậy mày đứng đây, tao chạy về kêu bà đưa ít tiền với ít đồ ăn, mày mang lên cho bà Chín. Thôi, tôi đi theo ông về bển lấy rồi đi luôn, khỏi mất công ông đi qua lại. Nói xong nó mới rảo bước đi theo sau lưng ông Tư về nhà. Nó đứng đợi ngoài cổng. Được một lúc thì ông Tư với bà Tư mang ra dúi vào tay nó 1.000.000 đồng và một cả mèn cơm. Thằng Tâm cầm tiền mà mừng thầm trong bụng. Phèn này nó có mớ tiền rủng rỉnh gỡ vốn rồi. Nghĩ đến đó bất giác khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười. Nó chào ông bà Tư rồi nhanh chân bước đi. Bà Tư còn nói với theo nhờ nó gửi lời cho bà Tư hỏi thăm sức khỏe bà Chín. Còn dặn nó cũng phải giữ sức khỏe để mà chăm bệnh, có gì gọi về báo cho bà biết với. Còn thằng Tâm thì bây giờ trong lòng hí hửng, đưa tay chào tạm biệt, ra cái vẻ hiểu chuyện rồi đi mất hút. Bà Tư nhìn theo bóng lưng nó rồi nhìn ông Tư lắc đầu. Bà còn nói với ông Tư: Khổ thân bà Chín, cũng may là thằng Tâm nó đổ tính lo cho bà lúc bệnh, chứ không thể... Ông Tư đứng im ngẫm lại một hồi lâu. Tự dưng bất giác ông quay sang hỏi: Mà hồi sáng bà đi ngang có thấy con vàng không? Lần nào tôi sang nó cũng sủa mà bữa nay qua lại không thấy. Bà Tư nghe ông hỏi thì gắt: Người còn chưa lo xong mà lo gì con chó. Chắc nó ở trong nhà, hay hỏng chừng thằng Tâm gửi nó đâu đó. Chứ bà Chín bệnh ai mà lo cho nó. Nói xong bà Tư lật đật quay trở vô bếp lo cho nồi cá kho tổ còn đang dang dở. Ông Tư thì vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bình thường con vàng nó tinh ranh lắm, có tiếng bước chân người từ xa là nó đã sủa lên rồi. Phải đến khi nào người thấy người đó quen thì nó mới thôi. Với cả thằng Tâm nó đóng cửa đi lên chăm mẹ, nó mà nhốt con vàng trong nhà thì ai cho con vàng ăn. Ông Tư cứ lấn cấn mãi về việc đó. Dường như có một cảm giác kỳ lạ mà ông không thể diễn tả được cứ dấy lên trong lòng. Đã 3 hôm kể từ ngày thằng Tâm đi lên Sài Gòn, chẳng có một cuộc điện thoại nào gọi về. Ông bà Tư sốt ruột lắm, cứ chờ mãi cũng không phải là cách. Ông Tư mới định bụng ăn cơm trưa xong sẽ đi sang nhà bà Chín để xem thế nào. Nhưng khi bà Tư vừa bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên thì đã thấy ngoài đường mấy người kéo nhau ý ới đi xem cái gì đó. Thấy sự lạ, ông Tư mới kéo một cậu thanh niên lại hỏi là có chuyện gì mà mọi người kéo sang bên đấy đông thế. thì cậu thanh niên này cũng vội vàng chạy qua bên đó, nên chỉ nói là qua nhà bà Chín coi lẹ đi ông Tư. Dứt câu cái là cậu thanh niên kia cũng tất tả chạy theo đám người đang kéo về hướng nhà cụ Chín. Ông Tư tần ngần ra một giây rồi ngoái lại nói với bà Tư là bà ở nhà coi cái nồi cá, để ông chạy qua đó coi thử vụ gì rồi chạy về nói lại với bà. Ông Tư mới qua tới nơi, thấy trước nhà cụ Chín lúc này một đám đông đang tụ tập ngay lối vào cổng. Bà tán ý ới, có mấy người còn đứng hẳn cả trong sân. Ông Tư phải cố gắng lắm mới lách qua được cái đám đông để mà chen vào được bên trong sân. Bước vào, ngay giữa sân là thằng Tám tàn nghiện rượu. Xóm này chẳng có ai xa lạ gì với cái thằng Tám, bởi nó là thằng sáng say chiều xỉn, trộm chó bắt gà. Thế nhưng cái sự lạ hôm nay là thằng Tám đang ngồi trong sân nhà bà Chín. Nó ngồi xổm hai tay chống xuống đất, mắt trắng dã long sòng sọc, miệng nó phát ra cái tiếng gừ gừ như một con chó. Vợ thằng Tám thì cũng không dám tới gần, cô ta chỉ đứng ở một góc nhìn chồng khóc tức tưởi. Ông Tư thấy thế thì tiến lại gần cất tiếng hỏi: "Thằng Tám nó bị sao vậy bây?" Vợ thằng Tám đưa tay quẹt nước mắt ngắn dài than thở: "Ôi trời ơi, con khổ quá chú Tư ơi. Bữa trước chồng con đi nhậu về, thấy có con chó bị ai đập đầu chết vứt ngoài đường, ổng mới xách về kêu con làm thịt. Còn có khuyên mà ổng có nghe đâu. Ổng ăn xong thì tự dưng sáng nay bị bệnh luôn chú." Ông Tư trầm ngâm một lúc rồi nói lẩm bẩm: "Hoặc lẽ con chó bị dại, hay nó bị con chó nhập, chứ sao mà nó lại đứng trông y chang con chó thế kìa." Giữa lúc ông Tư còn chưa dám khẳng định thì thằng Tám tiến lại gần cửa bằng tư thế như một con chó thật sự. Rồi nó ngồi xuống, đưa một chân lên cào vào cửa. Vừa cào nó vừa sủa lên từng hồi. Tất cả người trong xóm, ai ở đó chứng kiến cảnh tượng như vậy đều không khỏi nổi da gà. Họ đều tin rằng thằng Tám bị ma chó nhập. Đoạn sau thằng Tám còn liên tục sủa. Nó sủa một hồi lâu rồi tự dưng nó lùi từ từ về phía sau, lấy đà rồi chạy tới thật nhanh, dùng toàn thân tông mạnh vào cửa. Chẳng có ai dám cản nó lại, vì nhìn nó lúc này cứ gừ gừ trong cổ, nước dãi chảy cả ra. Có cho tiền cũng không ai dám đến gần. Ông Tư thấy nó tông cửa dữ quá thì mới kêu mấy đứa thanh niên: "Tụi bay, lấy đồ phá cửa ra cho nó đi. Nó tông một hồi chết chứ chẳng chơi. Có gì cụ Chín nói tao chịu trách nhiệm." Nghe thấy thế mấy đứa mới xúm lại lấy cây cạy luôn cái cửa ra. Cánh cửa vừa bật mở, một mùi xú uế sộc thẳng ra khiến ai nấy đều phải bịt chặt mũi. Thằng Tám lúc này cũng sộc thẳng vào nhà. Cả đám người ngửi thấy cái mùi khó chịu thì hãi lắm, cứ đứng ngoài cửa nhìn ngó vào trong. Chỉ có ông Tư và mấy thanh niên tò mò đi vào trong theo sau thằng Tám. Thằng Tám bây giờ cứ dí sát mũi xuống dưới đất, đi tới đâu là khịt khịt mũi như là chó đánh hơi tới đó. Nó từ từ đi thẳng ra sau vườn. Càng gần tới chỗ xả nước, cái mùi khó chịu càng nồng nặc. Con chó trong người thằng Tám đi tới chỗ mấy viên gạch đang bị ruồi bu đen gần xả nước thì bắt đầu lấy tay bới bới lên. Nó cứ hồng hộc dùng hết sức ở tay bới lên, bới đến toạc cả móng, máu rớm vào đất luôn. Ông Tư và mấy thanh niên thấy thế nên là cũng đành xuống vô đào phụ. Cả nhóm hì hục hồi lâu thì từ dưới đất lòi ra một cái túi ni lông đen, gạt phăng hết lớp đất còn dính. Cái túi vừa lòi ra thì cả ông Tư và mấy đứa thanh niên phải cởi áo cột lại vì cái mùi thối tẩm lợm. Cái túi ni lông đen nhanh chóng được lôi lên, nhưng mà khi mở ra thì cả ông Tư và mấy đứa nó không kiềm được mà ngay lập tức xoay người sang hướng khác mà nôn thốc nôn tháo. Trong cái túi ấy là những phần cơ thể của một con người. Thịt đã thối rữa, mấy con giòi bò lúc nhúc trong túi khiến cả người can đảm nhất cũng bị ám ảnh một thời gian dài. Ngay sau đó thì công an nhanh chóng được mời đến hiện trường. Thằng Tám từ lúc tìm được cái xác của cụ Chín, nó ngồi bên cạnh im lặng, không còn sủa nữa. Đột nhiên, nó chạy vào nhà, tới ngay chỗ chiếc giường mà cụ Chín nằm, rồi sủa lên mấy tiếng. Vừa lúc mấy anh công an nghe thấy và tiến lại thì thằng Tám tru lên một hồi rồi ngất đi. mấy thanh niên thấy vậy xúm lại đỡ thằng Tám. Còn mấy cán bộ công an thì đi xem xét xung quanh giường. Bất chợt họ phát hiện ra một vệt máu khô trên thành giường và một vệt máu khác ngay mép giường. Sau khi tiến hành kiểm tra thì hai vết máu này, một là của cụ Chín, vết còn lại thuộc về thằng Tâm. Cũng trong lúc đó, bên mẫu khám nghiệm phần xác trong cái túi được phía công an xác định đây là xác cụ Chín, nhưng chỉ có một nửa thi thể nên chưa biết rõ được nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của cụ. Sau đó công an nhận được lời khai từ ông Tư về chuyện thằng Tâm dựng lên là cụ Chín bị bệnh đã được chuyển lên huyện. Vậy là cơ quan điều tra ít nhiều cũng khoanh vùng được hung thủ cũng như là người có động cơ gây án. Ngay lập tức, cơ quan điều tra bắt đầu truy tìm tung tích thằng Tâm bởi gã đang là nghi phạm hàng đầu. Còn về phần thằng Tâm, sau khi nhận 1 triệu đồng từ ông Tư và bán chiếc nhẫn của cụ Chín, thay vì lên thành phố lánh nạn, gã lại đi theo mấy tay anh chị để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc. Nhưng chơi ván nào thua ván ấy, nợ cũ chồng nợ mới khiến gã bị tụi anh chị truy sát phải trốn chui trốn nhủi ở một căn chòi vịt bỏ hoang nằm sâu giữa mấy đám ruộng, cạnh bên một cái ao nước. Chỗ này thuộc địa phận xóm Đoài, cách nhà gã tầm 20 cây số. Tối nay gã lại chẳng dám men ra đường, nằm trong cái chòi lá rách, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Tự dưng gã thèm rượu quá đỗi. Đã 3 ngày nay rồi gã có giọt rượu nào vào miệng đâu. Móc hai túi quần chỉ sót lại mấy ngàn lẻ, gã mới buông tiếng chửi thề rồi bước ra khỏi căn chòi, lén la lén lút đi mua rượu. Cầm nửa chai rượu trên tay, gã lại trở về chòi tu ừng ực. Thoáng chốc đã cạn, vứt cái chai sang một bên, gã bắt đầu lèm bèm. Mẹ, cuộc đời khốn nạn, chơi đâu thua đó, nhà cũng không có để về. Sao mà khốn nạn quá. Ngồi kể lể một hơi, tự dưng gã lại thấy nóng, lại mò ra bờ ao ngồi hóng mát. Nửa chai rượu không làm gã say, nhưng cũng đủ làm đầu óc gã lâng lâng không tỉnh táo. Ngồi ngay ở mé sông đưa mắt nhìn mảnh trăng treo lơ lửng, chiếu cái thứ ánh sáng vàng bạc xuống đất. Gã bất chợt thở dài nhìn xuống ao nước. Có một cái vật gì đó đang trôi bồng bềnh từ từ về phía của gã. Gã đưa tay dụi dụi mắt. Cái vật ấy lúc bấy giờ đã trôi sát cạnh chỗ gã ngồi. Đó là một cái túi ni lông. Nghĩ là xác, gã tiện tay nhặt hòn đá nhỏ gần đó, ném vào cái túi rồi nhếch miệng cười. Bất chợt, cái túi động đậy liên hồi như có cái thứ gì đó bị nhốt bên trong. Thằng Tâm thấy vậy thì có phần hơi giật mình, ngồi lùi lại một tí. Cái túi nó vẫn cử động liên hồi. Gã mới lấy hết can đảm, vớ lấy một nhánh cây khô rồi khều khều cái nút buộc hờ ở trên miệng túi. Cái túi bung ra, thứ bên trong cũng ngừng động đậy. Gã lại lấy cái nhánh cây vạch cái túi ra. Dưới ánh trăng mờ, một cái đầu người tóc tai bù xù đầy máu nhô ra. Gã kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Vừa quay đầu định bỏ chạy thì phía sau lưng gã phát ra một giọng ồm ồm quen thuộc. Còn không nhận ra mẹ sao? Mẹ lạnh lắm, mẹ đói lắm. Sao còn giết mẹ? Trả nhẫn lại cho mẹ đi con ơi. Thằng Tâm sững người, đôi chân không nhấc nổi. Dường như toàn bộ sức lực của gã đều biến mất. Phía sau lưng, một bàn tay gầy còm lạnh toát từ từ đặt lên vai, khiến gã tè cả ra quần, lắp bắp nói: Mẹ, đừng ám tôi nữa. Mẹ nuôi con từ khi còn nhỏ, mấy 10 năm trời mẹ thương con hơn bản thân mình. Con trả ơn cho mẹ như thế này sao Tâm? Rồi đột nhiên từ phía sau cụ Chín đột ngột xuất hiện trước mặt gã. Ánh trăng tuy không sáng tỏ nhưng đủ để gã nhìn thấy mẹ mình tái nhợt, máu từ đầu nhiễu xuống vai. Người cụ như vừa bị nhúng nước. Lấy hết can đảm, gã quỳ xuống cầm tay cụ Chín van nài: Mẹ tha lỗi cho tôi xin hứa tôi sẽ đốt giấy. Còn chưa nói dứt câu thì cánh tay mà gã đang cầm rơi ra khỏi người cụ Chính. Phía trên cơ thể cụ còn nham nhở vết cưa và thịt vụn rớt xuống. Nỗi sợ hãi đến tột độ, gã mới quăng cái cánh tay sang một bên, bò ở trên đất để trốn chạy thật nhanh khỏi cái khung cảnh đáng sợ trước mặt. Thế nhưng cụ Chín vẫn cất giọng đều đều: "Mẹ lạnh, mẹ đói, mày trả mạng lại cho mẹ." Thằng Tâm cứ bò trong sự hoảng sợ tột cùng rồi ngất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tay gã đã bị còng, gã đã bị bắt. Thế nhưng thần trí của gã bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Gã nhìn đâu cũng thấy cụ Chín, miệng gã cứ lẩm bẩm: Chết rồi. Ẩu ơ, gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Người ta đưa thằng Tâm đến gặp bác sĩ. Họ cho biết gã đã bị loạn thần do quá sợ hãi, và một phần cũng vì dùng rượu một thời gian dài. Khả năng hồi phục là 10%. Rất nhanh sau đó, công an bản giao lại gã cho trại tâm thần. Gã sẽ sống cuộc đời còn lại của mình trong trại. 3 năm sau, ông Tư và bà Tư có tình cờ đi ngang trại, ghé vào thăm gã. Thằng Tâm bây giờ ngờ nghệch như một đứa trẻ. Nó suốt ngày chỉ ôm lấy cái cây, miệng thì thầm: "Mẹ con đây rồi, mẹ đói lắm hả mẹ? Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời." Ông Tư nhìn bà Tư gạt nước mắt. Có lẽ bà Chín còn thương xót nên không để nó lãnh án tử hình. Nhưng luật nhân quả ở đời ai tránh khỏi, âu đó cũng là số phận của một đứa con nghịch tử. Trong cái nắng gay gắt buổi trưa, thằng Tâm bây giờ nó vẫn thấy bà Chín đang ngồi vuốt ve mái tóc nó như ngày còn bé. Nó mỉm cười hạnh phúc ôm mẹ vào lòng. Con vàng ngồi cạnh nhìn mẹ con nó quẫy đuôi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến tận bây giờ nhé. Cũng xin cảm ơn tác giả Song Quỳnh đã gửi một câu chuyện rất hay về cho nhà ma. Và câu chuyện này quả thật rất ý nghĩa và khiến cho Duy Thuận đầy cảm xúc. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện này thì bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trao đổi ý kiến nhé. Mọi người khi nghe xong câu chuyện này có nghĩ về con cún hay con mèo mình đang nuôi như Duy Thuận không? Nếu có thì mọi người hãy để lại bình luận chia sẻ cho Duy Thuận biết với nhé. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon. Nhớ like, share và đăng ký kênh nhé.